Vừa bắn vừa sử dụng con quay di chuyển này, đấy, auto headshot này, rất là hiệu quả. Hello và chào mừng mọi người đã quay trở lại với clip tiếp theo của mình. Thì theo như yêu cầu của các bạn thì clip ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn combo setting 4 ngón kết hợp độ nhạy ở trên các dòng điện thoại nha. Thì các bạn ở trên kênh hỏi mình khá là nhiều, thì ngày hôm nay mình cũng bỏ chút thời gian để mình lên cho các bạn combo setting 4 ngón và độ nhạy để cho bạn tham khảo nha. Thì các bạn nào đang có cái ý định chuyển từ bắn 2 ngón, 3 ngón lên bắn 4 ngón thì có thể tham khảo qua video này. Và các bạn mình cũng khuyên không khuyên các bạn là phải chỉnh cái setting giống của mình nhá. Thì các bạn cứ dựa theo cái setting của mình chỉnh làm sao nó phù hợp các cái ngón tay các bạn chơi là được nhá. Thì ok, thì sau đây mình sẽ vào phần luyện tập để mình phân tích và cách di chuyển 4 ngón nó có hiệu quả hay không nhá. Thì ok, thì hiện tại mình cũng đã vào phần luyện tập rồi các bạn nhé. Thì trước mặt các bạn đây là cái mẫu setting 4 ngón. Thì sau đây mình sẽ vào phần chỉnh nút để mình cho các bạn tham khảo trực tiếp cái setting 4 ngón nhé các bạn nhé. Thì ok, thì đây là cái setting 4 ngón của mình. Đấy, thì cái setting này mình cũng trước đây mình cũng đã chơi rồi nhé các bạn nhé. Thì cái setting 4 ngón này của mình thì nó khá là dễ chơi đấy các bạn nhé. Đây, các bạn nào lấy cái mã qua đây setting này và các bạn chỉ cần test một vài hôm là nó sẽ quen nhá. Thì đối với cái mã qua đây setting 4 này thì các bạn nào đang sử dụng các dòng iPhone 11 Pro Max và iPhone XS Max thì có thể lấy được cái mã này nhá. Còn đâu các bạn nào mà sử dụng các dòng điện thoại có cấu hình cũng như là có cái kích cỡ màn hình nó khác cái điện thoại của mình nhá, thì các bạn hãy chụp màn hình và tự chỉnh nhá, tự cài nhá, tự cài giống của mình là được. Thì các bạn bỏ chút thời gian các bạn cài nhá. Đấy, thì rất là nhiều bạn bảo là anh ơi sao em lấy cái mã em lưu về và em tìm kiếm nó không vừa với cái điện thoại của em. Thì đó là cái setting của mình với cái kích cỡ màn hình của mình với cái kích cỡ của điện thoại của bạn là nó không 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 giống nhau, thì lấy về nó sẽ lệch đi khá là nhiều nhá. Đây, thì nếu các bạn nào mà có cái điện thoại khác cái kích cỡ màn hình của mình ấy, thì mình khuyên các bạn hãy lên chụp màn hình và tự chỉnh. Đấy, các bạn tự chỉnh làm sao cho nó phù hợp với cái tay của các bạn để lúc các bạn di chuyển cũng như là xử lý nó mượt mà hơn nhá. Thì đây là cái mình sẽ phân tích một chút về cái setting 4 ngón này của mình. Thì đối với cái setting 4 ngón này của mình thì mình chơi bằng hai ngón bên tay trái và hai ngón bên tay phải. Thì cái setting này thì cách đây mình chơi trước đây là cũng khá là lâu rồi các bạn nhé. Thì, trước đây mình chơi là khoảng rơi vào 2-3 năm trước cơ. Đấy, thì cái setting này mình đã chơi. Đấy, giờ mình đã chuyển lên bắn 5 ngón rồi. Thì các bạn nào chưa có cái setting nó phù hợp đấy thì các bạn có thể tham khảo qua cái setting này nhé. Em setting 4 này nhấp nhả tốt này, sấy xa tốt này, thì ok chút nữa mình sẽ ra ngoài mình test cho các bạn xem các kỹ năng sấy xa cận chiến của mình nha. Thì sau đây mình sẽ cho các bạn tham khảo luôn cái setting độ nhạy của mình. Thì đây là cái độ nhạy cơ bản nha các bạn nhé. Đây là độ nhạy cơ bản để chơi được cái setting 4 ngón này nhé. Quê thì mình sẽ vuốt chậm chậm thôi, mình không phân tích nữa các bạn nhé. Thì nhiều video mình phân tích rồi. Thì đối với độ nhạy nâng cao mình cũng có luôn nha, các bạn nào cần thì mình cũng chia sẻ cho các bạn luôn. Ok, thì sau đây mình sẽ ra ngoài sảnh đây, mình sẽ test cho các bạn cách kỹ năng sấy xa cũng như là cận chiến cho bạn xem cái setting hai ngón này nó có xử lý mượt mà không nhá. Thì ok. Thì đối với cận chiến ở setting 4 ngón nha các bạn nhé. Đấy, nhấp nhả khá là nhanh luôn nhé các bạn nhé. Đấy. Thì nhiều video mình cũng nói chỉ cho các bạn là cách cận chiến như nào cho nó hiệu quả rồi, thì clip ngày hôm nay mình sẽ làm nhanh thôi. Đấy, thì mình không phân tích cho các bạn nữa, mình chỉ luyện tập một vài kỹ năng nhấp nhả cận chiến để cho các bạn xem ở cái setting 4 này nó có hiệu quả không nhé các bạn nhé. Khá là hiệu quả khi bắn cận chiến và sử dụng nhấp nhả này, auto headshot luôn, rất là hiệu quả nha các bạn nhé. Rồi ok, thì sau đây mình sẽ sấy xa cho bạn xem luôn nhá.
Để bây giờ nhặt cho thêm một chút phụ kiện X3, X4, X6 rồi mình ra mình test mình sấy cho bạn xem nha. Đây mình sẽ đứng ở đây mình sấy vào mấy cái thằng robot kia cho các bạn xem nhé. Bạn ấy auto headshot luôn. Rất là hiệu quả nha các bạn nha. Thì sau đây mình sẽ chuyển lên scope 3 này. À scope 2 đã. Thì hiện tại cái tay của mình nó vẫn chưa khỏi các bạn nhé. Đây. Nên là mình xử lý mấy cái loot này nó cũng chưa được thành thạo cho lắm. Rất là hiệu quả khi bắn ở tầm xa đối với cái scope 2 của mình nhé. Sau đây mình sẽ chuyển lên scope 3 mình sấy cho bạn xem nha. Đối với scope 2, scope 3 cũng không làm khó được cái setting 4 ngón và độ nhạy của mình nhé. Thì bắn nó khá là mượt nhé. Để các bạn chỉ cần vào phòng luyện tập, các bạn luyện tập một vài hôm là nó cũng thành thạo được cái kỹ năng này thôi nhé các bạn nhé. Ok, thì sau đây mình sẽ chuyển lên scope 4 luôn nhé các bạn nhé. Video này mình cũng nói nhanh thôi. Chút nữa mình bận một chút công việc các bạn ạ. Ok thì sau đây mình sẽ chuyển lên scope 6 mình sấy cho các bạn nhé. Ok. Vừa bắn vừa sử dụng con quay di chuyển này, đấy, auto headshot này. Rất là hiệu quả. Thì ok, thì vừa rồi mình đã test qua cái setting 4 ngón và độ nhạy. Thì sau đây mình sẽ chia sẻ mã code cho các bạn nào đang có cái ý định chuyển từ bắn 3 ngón hoặc 2 ngón lên bắn 4 ngón. Và các bạn nào chưa có cái độ nhạy nó phù hợp ấy thì có thể tham khảo qua cái video này của mình nhá. Thì ok, thì sau đây mình sẽ vào phần chỉnh nút để mình chia sẻ cho các bạn cái mã code setting bạn 4 ngón này của mình nhá. Đây. Thì ok, thì sau đây mình sẽ chia sẻ cái mã code 4 ngón này của mình nhá. Thì đây là cái mã setting 4 ngón của mình nhá. Thì các bạn nào cần cái mã này thì có thể lấy cái mã này và lưu vào thiết bị của bạn và các bạn lấy cái setting của mình về chơi thôi nhé. Đây thì các bạn muốn chơi nó được thuần thục và nó hiệu quả đấy thì các bạn phải luyện tập nhá, chứ không phải là các bạn lấy setting về cái các bạn vào mà chơi được luôn đâu. Đấy, nó rất là khó nhá. Thì trước đây mình chơi đấy thì mình cũng phải luyện tập nhé các bạn nhé. Đây các bạn cứ chơi, nếu mà các bạn muốn chơi hay đấy các bạn cứ chơi solo squad. Mình khuyên các bạn hãy nên chơi ở cái map Livid hoặc là cái map nào mà nó ít thời gian một chút đấy. Các bạn cứ nhảy vào khu đông cho mình, cứ chết nhảy chết, cứ nhảy xong lại chết đấy. Các bạn cứ luyện tập bắn làm sao cho nó quen cái tay đi nhá, thì các bạn mới bắn hay được nhá. Còn lâu nếu mà các bạn nào muốn chơi cho vui giải trí đấy thì cũng không cần phải bắn hay làm gì cả, không cần phải setting đẹp làm gì cả. Đấy thì ok, thì mình sẽ sao chép và chia sẻ rồi nè. Thì đến lượt mình sẽ chia sẻ luôn các bạn cái độ nhạy này nhá. Thì mình sẽ tải lên đám mây luôn. Bản đi đám mây là cập nhật ngày không ngày mùng 7 tháng 12 này, chia sẻ luôn. Thì ok, thì đây là cái mã độ nhạy của mình nhá. Đây các bạn nào cần thì cũng có thể lấy cái mã độ nhạy cơ bản này về. Thì cũng rất là nhiều bạn hỏi về cái mã độ nhạy cơ bản thì nay mình cũng chia sẻ cho bạn luôn nhá. Ok. Thì ok, thì vừa rồi mình cũng đã chia sẻ cho tất cả các bạn combo setting 4 ngón và độ nhạy trên các dòng điện thoại.
Thì các bạn nào có ý kiến gì hay muốn mình làm vào chủ đề gì thì có thể comment phía dưới để mình làm vào chủ đề đó nhá. Thì cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video. Thì mình xin kết thúc video tại đây. Thì bye bye mọi người, hẹn mọi người ở clip tiếp theo nha.